tiếp tục vào việc anh chị ơi. À, một căn nhà mặt tiền kinh doanh buôn bán của anh chị nằm trên mặt tiền, nằm trên mặt tiền đường luôn quý anh chị nha. Đây là đường Phan Bội Châu, ở phường Di An, thành phố Di An, mà chỉ có 3 tỷ 50 triệu thôi quý anh chị ha. 3 tỷ 50 triệu. Anh chị không nghe nhầm đâu ha. Mặt tiền kinh doanh quý anh chị nha. Đó đây, đường Phan Bội Châu này. Đây là phường Di An, thành phố Di An quý anh chị. Hôm nay em Hải kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản sẽ chia sẻ cho anh chị mình một căn nhà rất là rẻ hiện trạng bây giờ, ngộp ngân hàng thực sự quý anh chị nha. Đó, mất khả năng trả nợ nên là bán mức giá siêu rẻ luôn, rẻ kinh khủng luôn. Ở trên đất thì có một căn nhà cấp 4. Nhà này 63 mét và thổ cư hết quý anh chị. Đây, em sẽ quay chi tiết cho anh chị mình xem nha. Đó. Quý anh chị thấy không? Đây là mặt tiền đường Phan Bội Châu, phường Di An, thành phố Di An. À, đây là văn phòng của khu phố này quý anh chị ha. À, chỗ này là mặt tiền kinh doanh quý anh chị nha. À, nếu mà anh chị nào đang cần tìm một cái bất động sản mà có căn nhà cấp 4 luôn để mà mình kinh doanh buôn bán quý anh chị với tầm tài chính chỉ 3 tỷ 50 triệu thì chỉ có trong video này và căn nhà này thôi ha. Đó, gần như là những cái bất động sản mà 3 tỷ 50 triệu mà mặt tiền kinh doanh những cái con đường như thế này là không có, mà nhất là tại thành phố Di An, mà đây lại là khu vực trung tâm của thành phố Di An. Đây là phường Di An luôn quý anh chị nha. Phường Di An, thành phố Di An, quý anh chị thấy không? Kinh doanh buôn bán này. Đó, bất động sản căn nhà của mình thì đây này. Đây này, căn nhà của mình đây quý anh chị nha. Nhưng mà chờ em một xíu, em sẽ quay xung quanh chi tiết cho anh chị mình xem. Đây. À, chỗ đây người ta kinh doanh tạp hóa rồi, kinh doanh cà phê này quý chị thấy không? Đó, thì mình sẽ tưởng tượng được là ở con đường này kinh doanh như thế nào. Đó, đây, đây là mặt tiền đường Phan Bội Châu ha. Đó, đây là văn phòng khu phố và kế bên cái chung cư. À, chung cư Becon, chung cư này gọi là chung cư Sala quý anh chị nha. Đây, em review chi tiết cho anh chị mình xem. À, em Hải nhận ký gửi, nhận mua bán, nhận tìm nhà đất theo yêu cầu tại thành phố Di An, thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương, thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh, thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai. Anh chị có nhu cầu hay mua bán hay ký gửi cứ liên hệ cho bên em ha. Bên em sẽ hỗ trợ anh chị mình một cách tốt nhất có thể ha. Đó. Còn trong video ngày hôm nay, kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản sẽ chia sẻ anh chị mình một bất động sản kinh doanh buôn bán với phân khúc chỉ có 3 tỷ 50 triệu, rất là rẻ ha. À, chung cư Becon Sala này quý anh chị. Đó ha, gần với cái chung cư Becon Sala này. À, hướng này ra DT743B ngay đây luôn quý anh chị nha. À, 50m thôi, 50m thôi. À, ra ngã ba cây điệp ở đây luôn, ngã ba cây điệp ở đây quý anh chị ha. Đây ra ngã ba cây điệp 200m ha, 200m quý anh chị nha, ra ngã ba cây điệp. Đó. Đây văn phòng khu phố đây. Bất động sản của mình thì đây, dưới này. Đó, chỗ cái lá cờ đó quý anh chị ha. Đây kinh doanh buôn bán này quý anh chị. Đường này là mặt tiền đường Phan Bội Châu, đây là phường Di An, khu vực phường trung tâm của thành phố Di An. Hướng này ra chợ Di An, ra đường Nguyễn An Ninh. À đây, hướng này. À, ra chợ Di An và ra đường Nguyễn An Ninh quý anh chị ơi. Ha, chỉ có 700m thôi, 700m thôi anh chị ạ, rất là gần nha. Đó, đường thì đường lớn. Đường này đường lớn nha. Đường này mà mình tính luôn vỉa hè, tính luôn cây xanh đó quý anh chị ha, là 16m quý anh chị nha. 16m ha, tính tổng luôn, tính cả vỉa hè và cây xanh ở trên sổ thể hiện luôn. Đường này vừa mới làm lại luôn rồi, bỏ vỉa hè đồ đẹp hết rồi ha. Đó, kinh doanh buôn bán đó quý chị thấy không? Đó, bên đó người ta cũng kinh doanh quý chị thấy không? Đó, đây, hướng này ra chợ Di An 1, ra đường Nguyễn An Ninh, chạy thẳng một đường này thôi quý chị nha, gần nha, tầm 600m gì đó thôi, rất là gần. Đây, căn nhà hôm nay chia sẻ anh chị mình đây, căn nhà cấp 4 này. Ở trên đất có căn nhà cấp 4, cái này chủ yếu là bán đất nhưng mà rất là rẻ quý anh chị nhá. À, kế bên cái tiệm cầm đồ ha. Đây căn này này quý anh chị. À, 63 mét thổ cư hết sổ hồng riêng. À, căn này là thổ cư 100%, full thổ cư quý anh chị nhá. Hiện trạng bây giờ giống như em nói ha, ngộp ngân hàng quý anh chị ơi, ngộp ngân hàng thực sự nha. À, mất khả năng trả nợ quý anh chị nhá. Nên người ta chấp nhận bán lố, bán tháo ha, bán gấp tại thời điểm này nên mới có cái mức giá rẻ như thế này. À, 63 mét sổ hồng riêng thổ cư hết mà chỉ có 3 tỷ 50 triệu. Em nói với anh chị chứ, anh chị xem kênh của em Hải nhiều anh chị sẽ biết ha. À, không dễ gì mà kiếm được những căn nhà, những cái bất động sản mà mặt tiền kinh doanh với cái phân khúc giá rẻ như thế này đâu quý anh chị ạ. Không có, đó là em nói thiệt luôn. Mà đây là khu vực phường Di An, khu vực phường trung tâm của thành phố Di An quý anh chị ạ. Chỗ này là khu vực trung tâm nha quý anh chị nha. Trung tâm của thành phố Di An nha, ngay chợ Di An nha. Ngay chợ Di An 1 luôn. Đó. Nhà mình thì sẽ có một cái sân, khoảng sân ở phía trước quý anh chị ha. Cái này thì bán đất tặng nhà quý anh chị nhá, tặng kèm cho mình căn nhà này. Đó, nguyên một cái khoảng sân phía trước rất là phù hợp cho anh chị nào mình kinh doanh. À, kinh doanh quý anh chị nha. Anh chị nào mà tầm tài chính mà chỉ có 3 tỷ 50 triệu mà muốn mặt tiền kinh doanh thì chỉ có đây thôi. Em dám cam kết với anh chị mình luôn. Nên anh chị quan tâm hãy đi xem sớm đi anh chị ơi, hãy đi xem sớm đi. Cái này chắc chắn sẽ bán nhanh. Anh chị không tin thì để mà xem ha. Đấy. À, đó, nên là anh chị nào quan tâm xem nhanh nhá, chứ không sau này mà vài ngày sau mà hỏi là nhiều khi không có đâu anh chị nha. Em dám chắc với anh chị mình luôn. Đó. Đây, một khu vực phòng khách của mình đây. À, đây là một căn nhà mình có thể sơn sửa lại, mình ở vẫn đang còn ngon quý anh chị nha. Đó. Còn ngon đó quý anh chị ha. Sơn sửa lại là ok ha. Muốn đẹp một xíu mình sơn sửa lại. Đây, phòng ngủ dưới của nhà mình đây. Đó, đây là khu vực phòng ngủ nhà mình này. Phòng ngủ dưới thưa quý anh chị ha, 63 mét thổ cư hết luôn này.
nhà bếp đây và có một cái sân sau. Đây khu vực nhà bếp mình này. À, nhà bếp quý anh chị nha. Đây nhà, nhà ăn của mình đây. À, sân sau này quý anh chị là nhà vệ sinh. À, khu vực phía sau ha. À, nhà vệ sinh mình này. À, căn này thì về mình sơn sửa lại một xíu ha, cải tạo lại một xíu mình dùng tạm, còn ngon lắm quý anh chị ơi ha. À, nghĩ sao mà 63 mét vuông mà có 3 tỷ 50 triệu. Đấy, ngộp ngân hàng quý anh chị nhá, mất khả năng trả nợ nhá. Đó, thời điểm này mà đi mua đi săn bất động sản giá rẻ giá ngộp thì đây chứ đâu ha. Đó, nhiều anh chị cứ hỏi em Hải có căn nào ngộp không, có bất động sản ngộp không, đây đây anh chị nhá. Đấy, vào việc luôn đi, sổ không riêng, bên em chỉ chia sẻ tất cả các bất động sản có sổ nên anh chị yên tâm ha, bên em không có làm sổ chung đâu. À, tất cả là sổ riêng, công chứng sang tên và hỗ trợ ngân hàng. Đó, đây mặt tiền đối diện của nhà mình đây. Đó, chung cư quý anh chị thấy cái chung cư không, chung cư bê con đó ha. Đó, đối diện cái chung cư bê con, đối diện cái văn phòng khu phố ha. Đó, đối diện đây kinh doanh. Đó, đối diện quán cà phê này luôn. Đó, rất là đẹp quý anh chị nhá. Đó, rất là đẹp nha. Rồi anh chị yêu thích thì vào việc luôn đi anh chị nhá, vào việc sớm nha. Đó, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị trong các video mới, những video tiếp theo. Em xin chào.